Bắc Kinh tan mộng thôn tính Việt Nam bởi nghệ thuật né bẫy nợ đỉnh cao của Việt Nam. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Joker. Các bạn thân mến, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các chiến lược kinh tế và tài chính đang trở thành những công cụ quyền lực để kiểm soát và ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Bắc Kinh, với tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng và quyền lực của mình, đã triển khai những dự án đầu tư hạ tầng khổng lồ thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường BRI. Tuy nhiên, ẩn sau những dự án hào nhoáng là nguy cơ bẫy nợ, một chiến lược mà Trung Quốc đang dùng kiểm soát và thâu tóm nền kinh tế của quốc gia vay nợ. Việt Nam, với sự khôn khéo và tinh tế trong chính sách kinh tế và đối ngoại, đã trở thành một trong số ít quốc gia ở Đông Nam Á không những tránh xa bẫy nợ này mà còn biến nguy thành cơ, xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh. Vậy Việt Nam đã làm thế nào để Bắc Kinh không thể áp đặt tầm ảnh hưởng của mình? Hãy cùng mình tìm hiểu nghệ thuật né bẫy nợ đỉnh cao của Việt Nam và cách đất nước ta giữ vững độc lập kinh tế trước tham vọng của một cường quốc như Trung Quốc trong video ngay sau đây các bạn nhé! Sáng kiến BRI được Trung Quốc công bố vào năm 2013 với mục tiêu kết nối và phát triển các tuyến đường thương mại toàn cầu kéo dài từ Trung Á đến châu Âu, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á. Chính sách này không chỉ nhằm thúc đẩy thương mại mà còn gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ được thực hiện trong khuôn khổ BRI đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là về nợ công. BRI được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất và tham vọng nhất của Trung Quốc trong thế kỷ 21, với hàng trăm tỷ đô la Mỹ được cam kết cho các quốc gia tham gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các khoản vay từ Trung Quốc không hề miễn phí. Những khoản vay này thường đi kèm với các điều kiện ngầm như yêu cầu sử dụng lao động và nguyên liệu từ Trung Quốc, cũng như ảnh hưởng chính trị mà Bắc Kinh có thể áp đặt lên các quốc gia nhận vốn. Nhiều quốc gia đã phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng từ các khoản vay của Trung Quốc. Các báo cáo từ các tổ chức tài chính quốc tế cho thấy rằng nhiều nước đang phát triển như Sri Lanka và Lào đã bị mắc kẹt trong tình trạng nợ nần trầm trọng do các khoản vay này. Ví dụ như Sri Lanka đã phải chuyển nhượng quyền sở hữu cảng Hambantota cho Trung Quốc trong 99 năm vì không thể trả nợ. Tương tự, Lào đã phải chuyển nhượng quản lý tuyến đường sắt dài hơn 400 km, một phần của BRI cho Trung Quốc. Những tình huống này cho thấy sự tàn khốc, các khoản vay này vừa làm tăng gánh nặng nợ, vừa dẫn đến mất chủ quyền. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, khoảng 40% quốc gia tham gia BRI đang đối mặt với nguy cơ nợ nần nghiêm trọng. Điều này không những ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn làm suy yếu sức mạnh chính trị và xã hội của những quốc gia này. Việt Nam, một quốc gia nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, đã ý thức rõ ràng về những rủi ro này và nhanh chóng tìm kiếm cách né tránh. Trước sự lấn át của Trung Quốc, Việt Nam đã thực hiện một chiến lược khôn ngoan để bảo vệ lợi ích quốc gia. Dưới đây là những bước đi quan trọng mà Việt Nam đã thực hiện để né tránh bẫy nợ. 1. Là Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các cường quốc khác như Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, giúp đa dạng hóa nguồn vốn, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Theo thống kê, tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng 20% trong năm 2023, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư này đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia phương Tây cũng ngày càng được củng cố. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do như CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, và EVFTA, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam đã thể hiện sự thận trọng trong việc vay vốn từ Trung Quốc, đặc biệt là các dự án thuộc BRI. Chính phủ đã đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt đối với các dự án vay vốn để đảm bảo rằng không có khoản vay nào có thể dẫn đến tình trạng mất chủ quyền. Ví dụ, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông là một trong những dự án được thực hiện với sự cẩn trọng, với cam kết rằng Việt Nam sẽ kiểm soát hoàn toàn quá trình triển khai và vận hành. Năm 2023, tổng số nợ công của Việt Nam đạt khoảng 50% GDP, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Lào 65% và Sri Lanka 70%. Điều này cho thấy rằng Việt Nam đã có những bước đi đúng đắn trong việc quản lý nợ công và tránh các bẫy nợ. Việt Nam đã xây dựng một chính sách ngoại giao khéo léo, không từ chối tất cả các hợp tác với Trung Quốc, nhưng lựa chọn những dự án có thể kiểm soát được rủi ro. Chính sách này đã giúp Việt Nam duy trì được mối quan hệ hợp tác cần thiết trong khi bảo vệ được chủ quyền quốc gia. Sự thận trọng này thể hiện rõ nét trong việc Việt Nam chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác khác, đồng thời không ngừng khẳng định lập trường của mình đối với vấn đề Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp với Trung Quốc. Thông qua các kênh ngoại giao đa phương, Việt Nam đã kết nối với các nước trong khu vực và thế giới, xây dựng một liên minh mạnh mẽ nhằm đối phó với sự lấn át của Bắc Kinh. Để tránh sự phụ thuộc vào công nghệ từ Trung Quốc, Việt Nam đã từ chối các đề xuất công nghệ 5G của Huawei giúp bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin trong nước. Việt Nam đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đổi mới và sáng tạo. Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu phát triển ngành công nghệ thông tin trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Năm 2023, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này, với nhiều sản phẩm công nghệ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Năm 2023,
Việt Nam thu hút được 28 tỷ đô la Mỹ FDI, trong đó có 6 tỷ đô la Mỹ từ Nhật Bản và 5 tỷ đô la Mỹ từ Hàn Quốc. Những con số này không chỉ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự đa dạng hóa trong các nguồn vốn đầu tư đã giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro và tăng cường sức mạnh kinh tế. Việt Nam đã có mức tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu 3,2%. Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Việt Nam đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng với 60% ngân sách nhà nước được dành cho các dự án hạ tầng. Những dự án này đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế trong tương lai. Cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể, giúp kết nối các vùng miền, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nghệ thuật né bẫy nợ là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việt Nam đã chứng tỏ rằng mình có thể duy trì độc lập và tự chủ trong quyết định chính trị và kinh tế. Chính sách không ngừng khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông và những vùng lãnh thổ khác đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc củng cố lực lượng quân đội và tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước như Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản cũng là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền. Các cuộc tập trận chung và trao đổi thông tin tình báo đã giúp Việt Nam nâng cao khả năng bảo vệ đất nước trước những nguy cơ từ bên ngoài. Việt Nam có thể học hỏi từ những sai lầm của các quốc gia khác đã mắc bẫy nợ. Sự vụ của Sri Lanka là một minh chứng rõ ràng về việc các quốc gia phát triển nhanh chóng nhưng lại phụ thuộc vào các khoản vay không bền vững. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các khoản vay nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, để đảm bảo rằng những khoản vay này phải mang lại lợi ích thực sự cho nền kinh tế và người dân. Trung Quốc có thể mơ mộng thôn tính Việt Nam thông qua các khoản vay và đầu tư, nhưng Việt Nam đã chứng tỏ rằng mình là một đối tác thông minh và khôn ngoan. Bằng cách áp dụng nghệ thuật né bẫy nợ, Việt Nam không chỉ bảo vệ được chủ quyền và lợi ích quốc gia mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước. Việc quản lý mối quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ tiếp tục là một thách thức lớn đối với Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, với những chiến lược đúng đắn đã được triển khai, Việt Nam có đủ khả năng để đối phó với mọi tình huống, bảo vệ lợi ích của mình và góp phần xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình và phát triển. Việt Nam đã cho thấy rằng sức mạnh không những nằm ở quân đội hay kinh tế mà còn nằm ở khả năng quản lý và né tránh những cạm bẫy xung quanh, tạo ra cơ hội cho đất nước và gửi thông điệp mạnh mẽ đến các quốc gia khác. Sự khôn ngoan và sáng suốt sẽ luôn là những yếu tố quyết định trong cuộc chơi toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.